ok rồi nhá bây giờ cô sẽ giải thích với các em về các cái phần là class với cả các cái instant khái niệm cụ thể là class với cả instant thì cái bài này hôm trước cô đã hướng dẫn một phần rồi Đấy. thực ra là hướng dẫn hết rồi à, nhưng mà cô yêu cầu các em về đọc thêm và cô yêu cầu là đọc kỹ bài này Đấy, đọc kỹ bài này nhá để hiểu rõ hơn thì bây giờ cô sẽ nhắc lại các khái niệm này nhá. thì đầu tiên này cái hình chúng ta nhìn thấy đây là gì cái gọi là uml class diagrams tức là đây một cái đây là một cái phần mà gọi là thể hiện cho việc ở đây chúng ta đang có một cái class đấy thế thì ở cái phần hình chữ nhật này nó sẽ gồm 3 phần phần đầu tiên đó là gì tên class phần thứ hai là các thuộc tính và phần thứ ba là các phương thức như cô đã nói là gì class thì là những cái tập hợp các cái object có được cùng đặc điểm thì mình sẽ nhóm họp nó vào tạo thành một class và cái class có thể là gì cái khung để tạo ra gì object đó nhá thì đây mình sẽ có là gì circle uh, là tên class sau đó là radius và colors thì cái dấu trừ ấy thì có nghĩa là private còn dấu cộng có nghĩa là public thì cái Private hay là public hay là các từ khóa khóa khác thì nó gọi là access modifier. Thì access modifier có nghĩa là gì? Đấy, access modifier có nghĩa là các cái phương thức, đấy, uh, có nghĩa là các cái không phải các phương thức, cô nói sai. Access modifier có nghĩa là các cái từ khóa mà kiểm soát cái quyền truy cập nhá kiểm soát quyền truy cập. Thì ví dụ như mình có thể được truy cập từ trong class hay truy cập từ tất cả mọi chỗ hay là truy cập cùng package thì đấy gọi là access modifier. Và trong phạm vi bài này thì cô sẽ bàn là tách cuối cùng trong phạm vi bài này thì cô sẽ hướng dẫn là từ khóa private và từ khóa public trong bài khác thì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn thêm các từ khóa khác nữa nha thì quay trở lại đây mình có là gì class mình có dấu trừ là private có dấu cộng là public thì đây mình có là radius color radius có kiểu là triple, Đấy, còn color là strings color chỉ định màu sắc đấy, còn radius là chỉ định cái đường bán kính của nó đúng không thì dấu hai chấm Đấy, dấu hai chấm sau đó đến kiểu dữ liệu như vậy đó là gì dấu gạch là chỉ uh, đầu tiên ấy, là ký pháp đầu tiên chỉ định là trừ hoặc cộng hoặc gì đó để chỉ định cái access modifier à, còn nếu mình không ghi cái gì có nghĩa là mặc định giống như khi các em viết là radius không tức là đấy là mặc định mặc định là cái gì thì mình cũng sẽ nói thêm ở trong cái chỗ khác nữa nha thế đây mình có radius Đấy, hai chấm triple có nghĩa là kiểu dữ liệu tương tự như thế là trừ color hai chấm string thì là kiểu dữ liệu còn bằng 1.0 và bằng red có nghĩa là gì thì mặc định đây là giá trị mặc định cho nó tức là khi mình khởi tạo project nếu mà mình không nói gì cả à, khởi tạo cái đối tượng nếu mà mình không nói gì cả thì mặc định của nó sẽ là gì 1.0 và mặc định của nó sẽ là red thì ở đây mình sẽ có là circle circle r get radius get areas thì đây mình sẽ có hai constructor thì cái constructor đầu tiên là constructor mặc định không có tham số cái contractor thứ hai là contractor có tham số Thì cái này hôm trước cô đã nói rồi đúng không Circle đóng mở ngoặc tròn Circle R 2 chấm triple đúng không Thì cái circle đầu tiên đấy là hình tròn Cái tiếp theo cũng là hình tròn Nhưng mà hình tròn này mình sẽ truyền thêm đám, bám kính vào Đấy thì mình có get radius và get arrows Đấy mình lấy ra cái bán kính hiện tại Mình lấy ra cái diện tích hiện tại và kiểu dữ liệu trả về của nó là triple và tất cả cái phần này ở đây là dấu cộng tức là phương thức nó là public nha thì chúng ta sẽ thể hiện nó ở dưới này đây, code ở đây nha. Cô zoom to ra một chút. Được chưa? Đấy thì mình có là public class Circle này Đấy tên class và lưu ý rằng tên class thì các em cũng phải biết là gì. Đúng với cái tên file, không biết lung tung. Đấy nhá. Và mình đặt tên file là danh từ và có ngữ nghĩa uh, chứ không phải mình đặt lung tung. Đấy thì mình sẽ đặt là ví dụ là tên của đối tượng ấy thể hiện là gì thì mình thể hiện đây ví dụ car, student, people, uh, products, gì gì đó đúng không? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đặt tên cái đối tượng đấy, là là danh từ đấy, thì ở đây là mình có public class circle rồi sau đó là circle.java tức là tên cái file đấy phải trùng và tên file phải giống với tên class và tên con cũng thế chúng ta có con là circle circle đóng một tròn circle đóng một tròn r thế thì anh này chúng ta không tùng đã nói là gì cái này ý, là con không có tham số chúng ta đây là default con no arguments là con chữ tơ mặc định và không có tham số. Và nó set luôn giá trị radius và color là mặc định với các cái default value. Thì cái này thể hiện ở đâu? Cái này trên hình vẽ có rồi đúng không? 1, 0 và rest. Cái này cô đang giải thích rất từ từ, cẩn thận và chi tiết. Để làm gì để chút nữa các em nhìn tất cả các cái hình trong bài này các em sẽ diễn giải được. Nhá tức là dựa vào cái hình đấy các em biết là à cái hình này chúng ta phải lập trình như thế nào đọc cái hình này có nghĩa là chúng ta phải tạo ra class như thế nào nó viết bằng ở đây có nghĩa là gì nó viết hai chấm ở đây có nghĩa là gì nó viết dấu trừ ở đây có nghĩa là gì đấy nhá thì ở đây mình sẽ có là private double radius private string color đấy tương đương với cái dòng này, này. đây nhá cô diễn giải lại nhá dấu trừ này dấu trừ đấy sau đó nữa là radius sau đó là color đây là double string thế đi double với string ở đây cái dấu trừ radius à, cái dấu trừ là private ở đây còn chữ radius và color ở đây còn chỗ này chúng ta thấy nữa là bằng một và red thì nó ở đâu đây nó chính là chỗ này tức là giá trị mặc định của nó đây khi mà chúng ta khởi tạo một đối tượng chúng ta không gắn gì cho nó thì ở đây mặc định mình gắn trị cho nó là public circle radius bằng 1.0 color bằng red nhá đấy thấy chưa 1.0 này red này đấy thế ra xong mà con chữ đầu tiên và hôm trước cô có nhắc rồi khi mà các em bình thường cái class này này, class circle này này hoặc bất kỳ class gì mà các em tạo ra một class đấy thì các em uh, tạo ra class thôi, các em khai báo các thuộc tính rồi các em đều có thể gọi được một cái con constructor mặc định. ví dụ các em sẽ viết là coi như không có cái đoạn này nhá không có đoạn là public circle rồi public circle double ở đây nhá thì các em hoàn toàn có thể viết được là uh, circle c 1 c 1 bằng new circle. có nghĩa là nếu mà chúng ta không làm gì thì bình thường mặc định nó cũng tồn tại một cái con constructor mặc định đấy thế nhưng mà nếu mà tự nhiên mình quy định thêm một cái con chứa thức khác ngoài con mặc định thì mình muốn dùng con mặc định mình phải khai báo lại các em hiểu với cô chưa ví dụ như bình thường ở đây là gì circle double r double r có nghĩa là mình đang khai báo thêm một con chứa ngoài con mặc định mình là r radius bằng r color bằng red điều này có nghĩa là gì nếu mà mình chỉ biết nguyên như này xong về sau sang cái class test khác mình biết là c 1 bằng new circle thì theo mình hiểu là ah, cái này tôi dùng mặc định nhưng lúc đấy nó sẽ báo lỗi nó bảo là tôi không hiểu cái này là gì cả Tại sao lại thế? Bởi vì là khi mình đã quy định một cái gì đấy khác mặc định đi có nghĩa là mình định nghĩa cho nó một cái một cái con cụ thể ừ. một cái con nó khác mặc định đi thì có nghĩa là lúc đấy cái mặc định coi như nó không tồn tại nữa nếu mà nó tức là nó không hiểu nữa nó chỉ hiểu cái thằng mà mình đã khai báo đây thôi còn nếu mà mình muốn hiểu theo cái kiểu mặc định thì lúc đó mình làm gì mình phải viết nó ra nhá đấy thì lý do là nếu mà mình đã viết cái đoạn số 2 này này thì mình phải viết đoạn số 1 nữa nhá thì đây mình có là bên cạnh cái tham số là chỗ này mình truyền cái con không có tham số không có tham số với tất cả mọi hình tròn được tạo ra đều nó đều có radius là một nó có color là red nhưng bây giờ mình muốn là hình tròn tạo ra tôi muốn có radius khác nhau nhưng mà màu vẫn là màu đỏ thì tôi làm như thế nào tôi có là gì public circle triple r radius bằng r color bằng red nhá thế thì anh radius này là gì anh radius r này là gì là cái bán kính r ở đây là chỗ lấy giá trị mình truyền vào ở đây ví dụ mình sẽ viết là uh, c 2 bằng new circle đóng ở ngoặc tròn 3.0 thế thì cái chữ 3 cái số 3.0 ấy nó chính là anh r và nó được truyền vào đây và nó gắn cho radius thì radius này ở đâu radius này chính là trên chỗ này này tức là khi mà mình viết radius nó sẽ ánh xạ lên đây nó tìm à thằng radius này là thuộc tính của stroke và vào đây nó sẽ gắn lấy chữ cái r là lúc mình truyền vào tham số mình đã truyền vào nó gắn cho anh radius còn anh color thì rất là đơn giản nó để tất là màu đỏ thôi trong trường hợp này tất cả các anh đều là màu đỏ hết nha các anh sơ cỡ rồi thêm nữa đấy có cái từ khóa private Thế vậy là nếu mà các em hãy thử xem các em tạo một cái class là test circle sau đó các em viết là new uh, g circle bằng new circle. Uh, thế đi xong viết là g circle chấm radius obg circle chấm color. Thế thì nó sẽ không bằng được đâu, nó sẽ báo lỗi. Đây này nó ghi là not accessible from outside this class. Có nghĩa là gì? Cái này ấy, nó sẽ không được truy cập bên ngoài class. Đấy. các em chú ý đọc cái comment nhé rất là rõ rồi đấy thế thì có nghĩa là gì bây giờ mình muốn là à, bây giờ muốn ra ngoài class khác mà không lấy được radius không lấy được color thì chúng ta làm như nào chúng ta phải quy định một cái phương thức đó là get radius rồi get errors vậy các em sẽ hỏi là ồ oh, bày đặt thế đằng nào cũng phải lấy giá trị thì tại sao không viết luôn thì cho nó là public để, để lấy giá trị Đấy, các em sẽ phải đặt câu hỏi như thế nên đặt câu hỏi như thế tức là mình được được giảng như thế nhưng mình có thể hỏi xuôi hỏi ngược mình hỏi là đằng nào thì bây giờ ví dụ cô bảo là cái radius này viết chữ private, đấy nó sẽ không hiểu ở trong ở ngoài class nó muốn lấy được thì mình phải quy định một cái phương thức đấy. get r get radius đấy. thế thì các em sẽ thấy là như này có những cái thuộc tính mà trong class nó được truy cập nhưng mà ở ngoài không được truy cập thì đấy là private đấy. và mình chỉ cập, truy cập đến tốc độ ở đấy thôi thì đấy là khi đó mình sẽ giới hạn nó private hay là ví dụ nhỉ khi mà các em không để private nhé Thì các em có thể Truy cập đến thuộc tính đấy Cả đọc và ghi Có nghĩa là các em lấy cái giá trị hiện tại Và các em có thể gán lại giá trị hiện tại Nhưng mà có những thuộc tính mà các em gì Chỉ cho phép người ta đọc mà không cho phép người ta ghi Có lời ví dụ uh, Các em có mã sinh viên đấy. Các em có tên sinh viên Thế thì có những cái đối tượng khác mà truy cập vào đối tượng sinh viên ấy Người ta không có quyền thay đổi tên với cả mã và người ta chỉ có quyền lấy thông tin về tên, về mã thôi À thế thì mình sẽ nhìn thấy cái bài toán này nó cũng thế này Tức là nếu mà tôi không để từ khóa private thì ở ngoài cái class đó tôi có toàn quyền thay đổi cái tên và mã sinh viên Tên và mã sinh viên nhá Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi có chấm là tôi có thể truy cập đến thuộc tính Tôi chấm thì tôi gắn lại giá trị không sao cả đúng không? Ok đơn giản Đấy Nó có trường hợp như thế Nhưng bây giờ cái mục đích của mình là tôi giới hạn quyền cho nên cái từ khóa của mình là gì? access modifier access modifier có nghĩa là gì là mình điều khiển cái quyền truy cập ừ, xác định cái quyền truy cập chỉ định ra cái quyền truy cập cho nó chỉ định ra khi mình để riot là chỉ định là tôi toàn toàn quyền xử lý còn nó chỉ là trong Circle này thôi trong cái class này thôi chỉ đấy là private và ở ngoài class thì tôi chỉ được phép đọc chứ không được phép ghi đọc có nghĩa là gì theo theo mình hiểu là đọc đơn giản là mình lấy dữ liệu ra là mình đọc còn ghi có nghĩa là gì mi là mình lán lại là trị cho nó nhá yeah. Thì ví dụ chỗ này ạ, mình có là gì? Public double get area, public double get radius. Thế đi, radius là gì? Radius là gì? Mình lấy ra giá, giá trị hiện tại thì trong trường hợp này rất đơn giản, mình chỉ trả về cái giá trị hiện tại thôi thì mình viết một phương thức như phương thức bình thường. Đấy, ok nhá, phải nhớ lại chỗ lại cho cô này. Khi nào mà mình muốn kiểm soát quyền truy cập và chỉ cho phép nó truy cập trong class hiện tại và còn nếu mà ra ngoài thì mình sẽ giới hạn. Cụ thể trong trường hợp này nhá. Ví dụ có những cái ra ngoài nó chỉ là thậm chí nó không được đọc ghi luôn, nó không được xem luôn. Thế thì mình sẽ không quy định các phương thức get set. Còn khi các em quy định các phương thức get có nghĩa là nó có thể lấy được bởi vì nó trả về giá trị hiện thời. Còn nếu mà quy định phương thức set có nghĩa là mình có thể gán được. Đấy, người ta gọi là các getter và setter như thế. em chỉ người nhớ là get là lấy dữ liệu, còn set là khán giá trị. Còn việc mình là có được get không, có được set không thì câu chuyện đấy nó lại là khác. Câu chuyện đấy tùy thuộc vào nghiệp vụ, có nghĩa là mình có cho phép người ta lấy giá trị không? Nếu mà có chúng ta quy định phương thức get. Mình có cho phép người ta gán giá trị không? có nếu thì nó quyền xét còn việc gán hay không mình có xét hay không có gán hay không nó tùy thuộc vào cái yêu cầu nghiệp vụ của cái bài toán đó nhá tức là tùy vào trường hợp cụ thể cho cái phần đó rồi ok thế thì uh, bây giờ mình sẽ xem cái phần này nhá thì đây mình sẽ có là get radius thì chỉ cần return radius thì return ở đây là lấy giá trị radius hiện tại nó trả về giá trị thôi được chưa? Sau đó nữa là mình có public double get aerials Return radius nhân sao radius nhân bla 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 Ở đây diện tích đúng không? Rồi thì có nghĩa là mình Chỗ này mình hiểu thêm một chỗ nữa là um, Đôi khi cái get này không chỉ có về trả về giá trị hiện tại Mà mình có thể làm các cái phương thức tính toán ở đây Và rồi cách hiển thị của nó nhá Tính toán chính xác hơn là tính toán cho trường phải đơn giản là tính toán thôi nhá Ok Vậy là chỗ lại trong cái class Trong một cái ví dụ nhỏ này Chúng ta cần nhớ những khái niệm cho cô sau này Thứ nhất con mặc định và con không mặc định Khi mình quy định một cái con gì đấy không mặc định thì nhớ, nếu mà muốn dùng con mặc định phải quy định lại Rồi, từ khóa Private có nghĩa là mình kiểm soát quyền truy cập và chỉ được truy cập trực tiếp ở trong cái Class đấy Còn nếu mà muốn truy cập từ phía ngoài chúng ta có thể định nghĩa thêm các phương thức Getter và Setter Getter để lấy ra giá trị còn nếu mà mình không muốn nó gán lại giá trị mình không quy định Setter Còn ở phía dưới sẽ có những cái phần có Setter nhá. Đấy, Thế thôi, đấy, còn Return ở đây, rồi <laughs> Uh, nếu mà quên thì đọc lại bài cô gửi rồi nhá thì ví dụ mình có test circle này và kể cả trước khi đọc lại bài thì các em cũng đọc lại các cái phương thức đây này ghi rất là rõ nha um, thì mình có là public static void main circle này c 1 c 1 bằng new circle cái này là gọi đến con mặc định là anh này này như vậy mình gọi ở đây nó sẽ truyền luôn là cái radius bằng r color bằng rest đấy còn anh này in ra thôi system of the circle has before of c 1 get radius and area of c 1 get radius có nghĩa là gì? Mình bắt đầu gọi đến phương thức là get radius, mình gọi đến phương thức get radius. Còn ở dưới này mình gọi đến constructor số 2. Thì tại sao các em bảo là ô thế làm sao nó biết gọi đến số 1 số 2 nhỉ? Thì nó thông minh lắm. Nó dựa vào cái chỗ tham số mình truyền vào thôi. Nếu mình không truyền tham số thì tự biết nó tìm bên đây nó nó tìm một cái đối tượng matching, cái constructor matching đúng như thế. Còn ở phía dưới này cái gì? Mình có tham số 2.0 nó sẽ tự tìm bên đây. Thế thì các em sẽ tự đặt câu hỏi là em không thích truyền 2.0, em truyền một cái đấy là red. Thì nó sẽ làm gì? thì các em tự trả lời câu hỏi đấy bằng cách là các em kiểm chứng nó nhá bây giờ các em không chuyển 2.0 nữa không chuyển số nữa em chuyển vào một chữ em không chuyển một tham số nữa, em chuyển hai tham số thế thì hỏi xem trình biên dịch nó sẽ trả lời các em như thế nào thì chút nữa các em thử nhá Giờ này tương tự thế ghét r này chỉ có điều là cái đầu tiên nó sẽ lấy con chất thứ nhất cái thứ này lấy con chất thứ hai cô trình bày này chút nữa các em sẽ trình bày lại theo cách hiểu của các em và đảm bảo là các em hiểu bài nha cô trình bày trước và nghe rõ rồi <laughs> sau đó con chữ tơ là hàm tạo rồi cái này cô đã giải thích rồi Đọc lại, nếu mà cần public, private cô đã giải thích rồi Public là truy cập ở đâu cũng được, private thì trong đấy thôi Hãy thử xem thì sẽ báo lỗi Đấy, phải thử nhá Thử để nhớ chứ không phải là cô bảo thử thì biết thế em biết thế thôi chứ Thử đi để nó báo lỗi, báo lỗi để nhìn về sau Nếu mà có lỗi đấy thì biết ngay Thì đấy, nếu mà chúng ta khi mà chúng ta muốn thay đổi dữ liệu Thì chúng ta sẽ dùng đến các setter Đấy thì đây là mình sẽ setter như này Mình viết một phương thức thôi, như viết phương thức bình thường nhá Public void set radius double đấy, new radius radius bằng new radius đúng không đấy thế xong đó là gì ờ, <laughs> à, đợi cô một chút để cô tắt cái này đã nó sẽ hay lấy các thiết bị nó đang cô nách đến cái tay ngay của cô cô sợ rằng là tắt chuột luôn <laughs> đây tắt chuột luôn rồi ok nhá Hy vọng rằng là cái lúc mà cô thu âm này nó sẽ không bị sao cả Tại vì nó đang hay chuyển giữa hai cái tay ngay của cô Một cái mic để cắm cho các em Một cái nữa khác Ok, quay trở lại vấn đề Setter setter Vừa nãy mình nói là getter Getter là gì? Đây là phương thức get này Lấy ra giá trị hiện tại Có thể trả về ngay từ tức giá trị đấy hoặc là mình tính toán Tại vì diện tích mình phải tính toán một chút Thế thì còn set tức là mình gán giá trị cho nó đấy. Thế thì ví dụ như có những đối tượng mà mình không muốn cho người ta truy cập Từ bên ngoài và nếu muốn truy cập bên ngoài thì chỉ được quyền gán giá trị chứ không được quyền lấy giá trị hiện tại. Có những cái như thế thì chúng ta có thể đưa ra setter. Đôi khi có những cái các em quy định cả getter và setter về sau các em phân quyền ở chỗ khác sau nhé. Ok, thì setter là gì? Setter là mình gán giá trị thôi. Mình cũng viết phương thức là public. Đấy, mình gán cho nên là mình không cần trả về gì cả. Thế ở trên này mình mình muốn người khác truy cập được cho nên mình đều để public hết đúng không? Người khác ở đây trong trường hợp là có nghĩa là đối tượng ở class khác. Chúng ta đều để public này. Public double, public double tại sao đây là double bởi vì đơn giản nó cần phải trả về dữ liệu mà thì chữ radius này kiểu dữ liệu của nó là double đấy đúng không còn vì mình trả về diện tích cho nên kiểu dữ liệu trả về nó cũng là double đấy còn ở phía dưới tại sao nó không phải là double đấy nó là public thì đúng rồi nó là public bởi vì đơn giản là gì ờ, đơn giản là phải cho khác gọi được chứ sang class khác vẫn gọi được thì đó public còn đơn giản chỗ này thì là tại sao nó void bởi vì đơn giản là kiểu dữ liệu không có kiểu trả về tại sao không trả về bởi vì tôi chỉ gán thôi mà tôi có cần lấy dữ liệu làm gì đâu tôi không cần trả về cái giá trị hiện tại đã, đang là gì đấy, tôi không cần làm gì cả tôi chỉ điều kiện gán thôi ơ à, thế đi gán như thế nào gán đây đấy mình gói gán có là public void set radius thì cô thấy các em bày nhau dùng cái tool để các em tạo ra cái getter với setter nhanh nhưng mà thường ngay từ lúc đầu dậy ý, thì cô sẽ không dùng cái tool đó lý do bởi vì là kinh nghiệm cho thấy là các em tạo ra nhưng các em chẳng hiểu gì cả cứ dùng thôi cứ tạo ra các cái ấn nút này này, tạo ra property này. Rồi nó sẽ tạo ra getter setter, thích gọi đến get thì gọi phương thức này, thì gọi đến set thì gọi phương thức này. Lúc nào cũng thế Thế nhưng mà cuối cùng lại hỏi là thế tại sao lại phải có getter, tại sao phải có setter, tại sao không, tại sao lại phải có? Không có thì làm sao? Tại sao ở chỗ này để private thì không trả lời được. Bởi vì không hiểu bản chất. Tức là mình làm mà không hiểu bản chất thì nó nó rất là nguy hiểm cho mình. mình làm mà mình không hiểu bản chất nó rất là nguy hiểm. Thì mình học chậm thôi nhưng mà chắc và mình cần hiểu được bản chất. Đấy là lý do tại sao cô không bày cho các em dùng tool để tạo ra getter setter. Tức là về sau các em có thể tự dùng các em tạo ra được khi các em chắc chắn hiểu để các em cốt nhanh, không ai cấm các em cốt nhanh cả. Nhưng khi chúng ta bắt đầu học chúng ta nên đi chậm lại và chúng ta hiểu kỹ. Chúng ta mà không hiểu kỹ nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chỉ có môn Java này chúng ta học OP một cách gọi là chậm rãi như thế này thôi. Đến môn C# chúng ta sẽ học cách khác bởi vì là các em có nền về kiến thức về lập trình đối tượng rồi đến C# nó là cũng là lập trình đối tượng và chúng ta sẽ thời gian của môn thi sát chúng ta sẽ dành cho những kiến thức nó nâng cao hơn nó khác biệt hơn ở môn thi sát và chúng ta sẽ không ôn lại những cái gọi là cơ bản nữa nha giống như là trước cô đã dạy các em rất là kỹ môn si rồi đúng không vòng lặp này rồi kiểu dữ liệu này rồi khai báo biến này rồi hàm và các em đã nắm chắc phần đó rồi lại đến phần này với với mạng nữa đến phần này cô chỉ cần cho các em cốt lại đấy thì là các em sẽ hiểu rõ đấy thì tương tự như thế bây giờ mình sẽ học rất kỹ và rất chậm môn OB và cô đề nghị là mọi người không học lan man theo cái khác bởi vì cô thấy có những bạn học lan man sang cái khác thế hay hay kìa nhưng mà nhưng mà đừng có thế bởi vì là khi mình học mình cần lĩnh hội hết kiến thức và nếu mình có thời gian mình cảm giác là bài trên lớp cô giáo dạy mình hiểu rồi thế thì mình làm gì mình hãy đọc những cái bài khác về cái chủ đề đấy về cái topic đấy nó ra văn nó rất là rộng và còn rất nhiều cái mình cần phải thấu hiểu nó cho nên là đừng có vội vàng và đừng có học lan man và lan man thế người người ảnh hưởng nhất chính là các em học nó không có tác dụng học một cái đào sâu và nhớ kỹ và đến lúc mà ví dụ 90 tuổi bật lên thì vẫn hiểu vẫn nhớ nhắc lại khái niệm được Nhắn để thấy hiện được không phải kiểu theo học vẹt mà mình hiểu thấu đáo nó nhá. Ok quay trở lại về getter và setter. Getter là giá trị trả về. Còn cái phương thức đặt tên là gì cũng được. À, nhưng mà thường mình get thì mình để bắt đầu bằng chữ get Sau đó tên của thuộc tính Thế các em để ý là khi mà các em sinh cốt ra nó cũng như thế thôi Thế nhưng mà vì hiểu bản chất Nhưng bây giờ các em sẽ tự hiểu là um, Cái này là getter, setter Mình không thích là get color Mình ghi là lấy màu Hoặc là màu hiện tại Có được không? Ờ ừ, có trả lời được, được Miễn là anh thể hiện đúng cái bản chất của nó Là return cái color hiện tại nhá yeah. nhưng mà nhưng mà mình nên đặt tên có một cái ý thức thì ví dụ ghét phương thức mà phương thức thể hiện hành động hành động phải bắt đầu bằng động từ đấy động từ đây mình có ghét có set color đấy là lý do nó sinh ra nhá yeah. có nghĩa là khi mình sinh ra cốt cũng được nhưng mình phải hiểu nhưng mà để mà hiểu được ấy thì trước tiên là chúng ta cần để cố tắt cái wifi à, cái bluetooth này đã <laughs> khi mà mình hiểu được ấy đấy, để mà mình hiểu được ấy, thì mình sẽ cần làm gì Đấy, mình hiểu được ấy Thì mấu chốt là Khi mà mình hiểu được Thì mình sẽ thử Thử bằng cách nào Ví dụ thay vì get color Các em viết phương thức khác đấy, Lấy màu hoặc gì gì đó Để các em hiểu được là Nếu mà lấy giá trị trả về Thì mấu chốt của nó ấy Là cái chữ return Cái chữ return giá trị hiện tại Return cái gì đó nhá. Còn bây giờ set Thì mình không phải return nữa Mà mình làm gì Thực ra các em thích return cái gì đấy cũng được Không phải để gì cả Nhưng mục đích của mình đây là Set giá trị Thì mình sẽ là Set radius Set color Đấy thì như cô nói là phương thức nó cần phải bắt đầu bằng một động từ. Động từ đây là set. Được không? Radius, color. Tức là set cái gì? Set radius, set color. Sau đó là gì? Set vào thì phải truyền giá trị cho nó đúng không? Double new radius. Có nghĩa là tôi truyền vào đây một cái tham số. Ví dụ các em viết đây là r cũng được thì em sẽ là radius bằng r. Còn đây ví dụ các em có thể là my radius thì radius bằng my radius hoặc là ví dụ như là new radius hoặc new r thế thì radius bằng new r thì khi viết radius bằng new radius điều này có nghĩa là gì có nghĩa là mình gọi đến phương thức ví dụ cô viết là circle một chấm set radius bốn thì nó sẽ làm gì nó truyền cái giá trị 4.0 vào cái new radius nó truyền cho tham số này sau đó nó gán cho anh radius điều này có nghĩa là gì có nghĩa là mình lấy cái giá trị mình vừa truyền vào mình gán cho cái thuộc tính của đối tượng Để cô giải thích cái trên này nhá đây thì ví dụ trên này đây 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 ví dụ có anh radius trên này mình viết phương thức ở đây là set radius, sau đó mình truyền tham số thì nó sẽ lấy là cái radius hiện tại và truyền và và gán thay đổi cái giá trị trên này này. Tại sao phải chỉ rõ trên này bởi vì chút nữa sẽ có từ khóa this. Thì trong trường hợp nếu mà các biến nó giống nhau ấy, thì mình cần phải chỉ định nó ra nhá. Rồi. Nhớ nhá, đang giảng rất là chậm đấy. Setter này, nhớ là tại sao cần setter, tại sao cần getter. Setter thì làm gì, set getter thì làm gì ở đây viết mẫu một phương thức, còn chút nữa thì tự viết các phương thức khác nhá. Rồi circle for circle for chấm set radius đấy thì ví dụ như chỗ này chúng ta viết 5.0 thì nó sẽ làm gì à nó sẽ gắn 5.0 vì mình gọi phương thức là set radius đúng không nó chạy đây nó lấy là cái set radius rồi nó có new radius đây là gì 5.0 5.0 sau đó gắn ông 5.0 vào đây và bằng radius nhá Đấy thì tương tự như thế, set color làm tương tự. Đấy cái này có dấu chấm, ba chấm thì đừng có lấy nguyên vào đúng không? Bởi vì mình hiểu rằng ba chấm có nghĩa là tương tự với màu sắc nha. Rồi, từ khóa this. Ừ, sao không cứ bày đặt thì bình thường sao hay có zit thế nhỉ? Lúc nào cũng có zit 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 zit. là cái gì? Zit trong Java, JavaScript mình học rồi đúng không? Zit là cái này. Thế cái này là cái nào? Mình hỏi, ơ cái này, cái này là cái nào? Cái này là cái gì? Thế thì mình hiểu một cách đơn giản là khi mình tạo ra đối tượng ấy, cái này là cái đối tượng hiện tại nghe đây vẫn chưa hiểu. đối tượng hiện tại là cái gì? ví dụ mình biết là circle một bằng new circle, circle hai bằng new circle thì cái this nó lấy ra cái đối tượng hiện tại nó là cụ thể là cái circle một hay là cái circle 2 tức là cái này gì nó sẽ phân tích à nó sẽ phân biệt giữa các đối tượng nhá. đấy là cái đầu tiên từ khóa this. sau đó mình biết là this. radius bằng radius. điều này có nghĩa là gì nhỉ? điều này có nghĩa đây cái nhìn nhá. public circle triple radius đây là một cái phương thức À, đây là chính không phải một phương thức mà chính xác ở đây là một cái constructor. Constructor này khởi tạo đối tượng và khởi tạo đối tượng này mình truyền cho nó một biến vào. Cái biến này, cái tham số này này. Mình truyền cho nó một tham số, tham số này có tên là gì? Có tên là radius. Đây chữ radius đây, đúng không? Radius đây. Thế cái anh public void double radius ông này cũng radius. sao mình phải viết là mình phải gán cái ông này này bằng cái ông này. À thế thì mình cần phân biệt giữa hai ông. Đây phải lấy giá trị của ông này gán cho ông này mình nếu mà nó ví dụ x bằng y thì đơn giản đúng không hoặc là radius bằng r thì đơn giản nhưng bây giờ phải phân biệt ông này với ông này thế thì nó có từ khóa zip mình sẽ dùng tức là zip chẳng dùng cho nhiều trường hợp khác nữa chứ không chỉ trường hợp này nhưng ví dụ trường hợp này là chỉ ra một đối tượng cụ thể của cái đối tượng hiện tại đang được tạo ra thì để làm gì để nó phân biệt các đối tượng với nhau Để là ý nghĩa của từ khóa zip ở một cách đơn giản là như thế còn bây giờ trong trường hợp cụ thể như này nữa thì mình sẽ nhìn là gì cái radius viết không nhỉ thì nó sẽ trỏ đến cái phạm vi gần nhất của nó phạm vi gần nhất của nó chính là cái được khai báo ở ngoài này tức là trong cái constructor nhá constructor trong rồi này constructor dưới phương thức này nhìn nhá public circle double radius zit radius bằng radius thì cái chữ radius đây này nó đồng nghĩa với gọi ông này còn chữ zit radius kia nó đồng nghĩa với gọi ông này tương tự như thế các em làm với color còn public void set radius double radius thì ông này là gì radius này ở đây còn this radius nó đến đây thì chỉ nhớ rằng là this nó sẽ truy cập đến cái thuộc tính của đối tượng đó và thuộc tính đấy mình khai báo ngoài các phương thức nhé yeah. this nó sẽ truy cập đến các đối tượng và phương thức của thuộc tính đó trong trường hợp này mình đang quan tâm đến độ à, đến cái thuộc tính và đây mình this. radius là lúc nào nó cũng ánh sáng đến ông này nó tham chiếu đến ông này này nó gọi đến ông này còn khi mình viết thông thường như này này thì nó sẽ gọi đến cái ông gần nhất Đi cho cô như vậy Nhưng tại sao khi nào cần đơn giản là bởi vì là Mình muốn cái từ khóa của mình nó cung cấp ngữ nghĩa cho nên thường Mình đặt cái tên biến nó giống nhau thì lưu ý như thế Còn nếu mà chỗ này các em r thì nó không cần đấy, Ví dụ như trên này, các em để ý này Cái phương thức này này, nó viết là gì Circle double r, nó lấy r bằng radius Đấy, thế nhưng mà mình lại đặt một ông này nó cũng tên radius Thế nó không biết ông nào cả đấy, ví dụ tôn ngộ không thật tôn ngộ không giả đấy nó không biết ông nào cả đấy, đúng không đấy, bây giờ nó chỉ ra uh, zit radius là một cái ông thật không phải chính xác hơn là cái ông này của class còn radius này ông này là của phương thức đấy rồi nhá, để từ khóa this để phân biệt. À, khi mà có cái tên nó trùng nhau để trong trường hợp này mình hiểu thế. Còn cái phương thức to string. string làm gì? Không cần to string được sao? Đấy. Toàn bộ các cái phương thức này đều có to string. Đấy, to string để làm gì nhỉ? To string để trả về cái thông tin của đối tượng thành dưới dạng chuỗi. Đấy nhá. Ví dụ như này, ở đây các em đọc đúng không? Cái phương thức là instant to string thì sẽ nó cái phương thức to string nó sẽ có kiểu trả về là string và đơn giản nó sẽ trả về thông tin của đối tượng trả về thông tin của đối tượng như thế nào đấy, cái này cũng có có trong internet thì các em cũng có thể táp ra một phát có thương thức tù trinh luôn nhưng mà hiệu ý nghĩa của nó là gì phương thức này ấy, để nó chuyển đối tượng sang dạng chuỗi nó trả về thông tin của đối tượng còn trả về cái gì thì tùy thuộc vào cái chuỗi return của mình mình biết là return circle radius bằng cộng radius có nghĩa là gì nó trả về thông tin là cái circle này đóng ở một vuông radius bằng màu cái này màu sắc bằng cái này đấy được chưa thì ví dụ nó in ra ở dưới Thông tin nó sẽ là như thế ừ. à, Thì các em về các em thử in ra là các em sẽ biết Nhưng bây giờ có các em sẽ hỏi là thế không có to string thì làm sao Đấy, Không có to string thì có được không Không có to string thì có được không Câu trả lời là vẫn được không Chẳng vấn đề gì cả Nhá, Vẫn được Đấy, Vẫn được thế thì có to string để làm gì Đấy, Ví dụ các em nhìn đây này Nếu một instant được truyền vào method là print Thì phương thức to string của instant đó được ngầm định gọi. Ví dụ, chúng ta gọi thêm phương thức to string vào trong class circle như hình dưới. Bây giờ nhá, để mà hiểu như nào. Đọc chậm nhá, toàn bộ các Java class được thiết kế tốt sẽ chứa các phương thức public được gọi là to string tóm lại là các cái class, các cái class được coi là thiết kế tốt thì nó đều có phương thức to strings. Để làm gì? Để trả về một chuỗi mô tả ngắn gọn thông tin của instance có kiểu dữ liệu là strings. Phương thức toString có thể gọi một cách tường minh thông qua ví dụ là instant name.toString. Ví dụ mình có là gì? C1.toString thì cách gọi này được gọi là tường minh. Tường minh có nghĩa là gì? Tường minh là cụ thể là rõ ràng, Đấy, tức là rất là minh bạch rõ ràng, không có hiểu ngầm định gì cả. Đấy. Nếu một instant được truyền vào tham số printline uninstant tức là một cái đối tượng cụ thể là ví dụ printline c1 printline c2 thì phương thức to string của instance đó sẽ ngầm định được gọi à, <laughs> Ví dụ như này Các em khởi tạo đối tượng nhé Đây là cách gọi này Tức là mình hiển thị thông tin của đối tượng ra Mình có thể gọi một cách gọi là explicit con Explicit explicit có nghĩa là tường minh Explicit có nghĩa là tường minh C1 <laughs> Circle C1 bằng new circle 5.0 System operating c 1 2 string Như này có nghĩa là gì C1 lấy ra đối tượng C1 gọi phương thức to string nó sẽ hiển thị ra cái dòng này tức là khi mà viết này thì nó sẽ hiển thị ra cái, vì cái nội dung ở đây mình trả về chuỗi thì có nghĩa là cái chuỗi là đặt ở đây à. cái chuỗi mà C1 circle, circle radius bằng gì gì ấy đặt vào đây thì tại sao các em thấy nó hiển thị được radius bởi vì nó đang lấy từ cái đối tượng đấy mà trong cái to string nó tự lấy đối tượng đấy rồi cho nên cái chuỗi này sẽ được đặt vào đây còn ngoài ra ấy, mình sẽ thấy ví dụ khác này phóng to ví dụ này ra nhá C2 bằng new circle 1.2 Ok, anh C1 với C2, contractor giống hệt nhau. Có nghĩa là mình đang dùng contractor 2 và truyền cho nó vào radius. Mình có các cách khác nhau để in thông tin ra này. Print line C2 tostring Cái này giống C1 trên đúng không? Mình gọi explicit call. Có nghĩa là gọi một cách tường minh. Còn nếu mà mình viết Không C2 cũng được. Đấy. Cái C2 viết không thì nó ngầm định gọi là phương thức to string. Còn nếu các em không có phương thức to string ý, thì lúc đấy nó sẽ báo lỗi. Nó bảo là à, thằng C2 là gì tự nhiên gọi vào đây bởi vì các em vì sao các em biết không bởi vì C2 lúc đó là một object một object là circle và trong cái hàm là system chấm out dấu println tham số truyền vào của nó là gì tham số truyền vào của nó là một chuỗi và nếu mà mình không định nghĩa phương thức to string ở trên này này thì mình viết nếu mình không định nghĩa phương thức to string cho cái class đó thì khi mình viết c2 này nó coi cái C2 này chỉ là một cái circle Và nó không biết, nó không tự chuyển được sang đối tượng Là không được tự chuyển sang chuỗi Mà trong khi đó, cái print line của mình yêu cầu tham số đầu vào là một chuỗi Vậy nhá, bây giờ mình nhìn như này nghe nó nghe cô nói lại nhá Print line tham số đầu vào của nó là một chuỗi Khi chúng ta chỉ biết C2 không thì nó hỏi đấy là, nó hiểu đấy là gì? Đấy là object Object Và nó không biết cách in còn nếu chúng ta quy định phương thức to string cho nó thì ngầm định nó sẽ gọi đến phương thức tu trinh một cách là implicitly, implicitly có nghĩa là gì đơn giản là ngầm định cái chữ này này, này cái chữ này là tường minh có nghĩa là gọi phương thức tu trinh một cách rõ ràng còn đây là gọi phương thức tu trinh một cách gì ngầm định có nghĩa là khi tôi viết chữ c 2 này này là tôi gọi đến phương thức tu trinh hoặc là tôi có thể gọi một cách là c 2 tu trinh nhưng cái dòng system out c 2 này chỉ được thực hiện khi mà phương thức tu trinh định nghĩa Vậy là các em phải tự trả lời cho câu hỏi đó Tự ngấm cái kiến thức này bằng cách gì? Bằng cách là các em thử chú thích lại cái dòng tư trinh Rồi các em gọi theo cách thứ hai Thử xem khác biệt gì nhá Ok rồi Dựa vào đó thì các em triển khai cái bài là circle này Đấy, Và các cái bài khác nếu mà có đoạn nào không hiểu đấy, thì hỏi lại cô và đảm bảo rằng là hiểu tất những cái vừa rồi cô nói Hiểu tất cả những cái từ khóa cô nói nhá Làm bài tập ở phía dưới cho cô Đoạn nào không hiểu thì hỏi Sau đây thì các nhóm sẽ có thể nếu mà các em cần thêm thời gian trình bày cũng được Đấy thì uh, Cô cho bây giờ là 14-28 phút Thì các em Ok nhé, cô tắt cái xe đã Tắt stop đã